Môn phái bên ngoài, đứng tại một tên tuổi chừng 16-15 y thiếu nữ, cơ da như tuyết, dáng người thon dài, mặt trừng nõng, mày liễu, thấu phát cao quý khí tức. Theo tướng mạo và khí chất đến xem, hoàn toàn không kém gì Lục Thiên Thiên. Mộ Dung Hân, Thiên Hải Thành Mộ Dung gia tộc dòng chính, nắm giữ cực phẩm linh căn, bách hợp thánh tông thập nhất trưởng lão đệ tử thân truyền. Một thân phận khác thì là tiêu tội kỳ trước vị hôn thê. Loại này tập hợp mỹ mạo cùng tư chất vào một thân thiên kiêu trí nữ, xuất hiện tại thiết cốt phái trước sơn môn, khiến người ta bất ngờ. Mộ Dung Hân nhẹ nhàng ngẩng bài, thiêu thiêu trên trán tóc xanh, một đôi mắt sáng như sao nhìn về phía nơi xa chạm cánh gác trên đài đứng đấy nam nhân, nỉ non nói, quả nhiên là hắn. Đoạn thời gian trước, nàng về Thiên Hải Thành thăm người thân, nghe nói trước vị hôn phu tham gia Thanh Dương quận môn phái luận võ, đoạt được môn phái vô địch, lần này trở về tông môn lúc, cố ý tiện đường đến xem thử. Tiêu Tội Kỳ cũng đang nhìn Mộ Dung Hân chi mặt nói, nữ nhân này làm sao tới, 5 năm trước trí nhớ phơi bày ra, đó là tại Tiêu gia đại sảnh, tại tất cả tộc người trước mặt, tại Bách Hợp Thành tông trưởng lão cùng đi. Mộ Dung Hân thản nhiên nói, ta là tới từ hôn, lạnh lùng lại ngạo nghễ sáu cái chữ, giống như mũi tên thật sâu đâm vào Tiêu Tội Kỳ trên trái tim, để hắn tại lang thang 5 năm bên trong mỗi lần nhớ tới, đều sẽ thống khổ không thôi. Đối đã từng vị hôn thê, Tiêu Tội Kỳ không có cái gì tình cảm, dù sao chỉ phúc phi hôn, cũng liền khi còn bé gặp mặt một lần. Nhưng một nữ nhân đến từ hôn, vẫn là tại trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ cùng cấp hung hăng trà đạp chính mình tôn nghiêm. Thiên tài biến thành phế vật, hắn có thể tiếp nhận. Bị gia tộc đuổi ra ngoài, hắn đồng dạng có thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận, tại chính mình gặp rủi ro lúc, liền vị hôn thê đều muốn đi qua bù một chân, đem chính mình triệt để đánh vào vực sâu vạn trượng. Lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Hân, nhớ tới làm ngươi nàng ngạo nghễ sắc mặt, Tiêu Tội Kỳ thật nghĩ đem 88 thước súng bắn tỉa họng súng chuyển tới, sau đó bóp cò. Kết. Nhưng vào lúc này, Sơn Hồng đại môn rộng mở, Tô Tiểu Mạt vung tay lên nói, Mộ Dung cô nương, mời đến đi. Mộ Dung Hân cau mày nói, các ngươi trưởng môn, không tự mình nghênh đón bản cô nương sao? Thanh âm bên trong bộc lộ ra cao ngạo, có cao ngạo tư cách, dù sao vẻn vẹn Mộ Dung gia tộc dòng chính thân phận, đi vào Thanh Dương quận khu vực, các phái cao tầng cũng sẽ đường hẻm hoan nghênh. Dù là Ngũ Lưu Thương Sơn phái, cũng lại bởi vì Bách Hợp Thánh Tông mà lịch thiệp ba phần. Ai nha, ta đi, nữ nhân này vẫn rất chảnh à? Tô Tiểu Mạt tức giận nói ra. Mộ Dung cô nương, ngươi chỉ là Mộ Dung gia một tên dòng chính, nhà ta trưởng môn vì sao muốn tự mình nghênh đón? Gia chủ, trưởng môn, thân phận tương đương. Gia tộc dòng chính tới bái phỏng, trưởng môn không ra nghênh tiếp, không sai, rất quy củ. Có vào hay không? Tô Tiểu Mạt không nhịn được nói, không tiến ta thì đóng cửa. Hừ, Mộ Dung Hân lạnh hừ một tiếng, cất bước mà vào, hai đầu lông mày nổi lên lửa giận, thầm nghĩ. Một cái kiểu lưu môn phái, thật đề cao bản thân. Đi tới về sau, nhìn thấy cái kia rộng thùng thình ngoại viện, cùng Kim Bích Huy Hoàng đại điện, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói, cái này thiết cốt phái, vẫn rất khí phái, chỉ là, nhìn xem diễn võ trường tu luyện đệ tử, khinh thường nói, tư chất bình thường, tu vi thấp, môn phái lại thế nào hào hoa, cũng chung quy chỉ là cấp thấp tồn tại. Theo nữ nhân này ngạo mạn trong cử chỉ, đủ để chứng minh quân thường tiểu đoán rất đúng đến kẻ đến không thiện. Đại điện, Mộ Dung Hân đi tới, với ý vị trí đầu não thân xuyên một bộ áo trắng nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói, ngươi chính là thiết cốt phái trưởng môn, không tệ. Quân Thường Tiếu cùi trò chống đỡ tại trên lan can, mười ngón chụp cùng một chỗ, cười nói, bổn tọa đã sớm nghe nói nhà ta đệ tử có một cái tuyệt mỹ vô song vị hôn thê, hôm nay gặp mặt, của nhiên danh bất hư truyền. Lý Thanh Dương khóe miệng co giật, ta trưởng môn, người sách vị hôn thê bá chữ, không phải cố ý đang chọc giận nàng à? Của nhiên, Mộ Dung Hân khuôn mặt nhất thời lạnh xuống tới, nói, quân trưởng môn, ta đã cùng Tiêu Tội Kỳ không có hồ nước, xin đừng nên lấy ra nói đùa. Đúng thế, đúng thế. Quân Thường Tiếu vỗ một cái, giả bộ nhớ tới, nói, bổn tọa quên, nhà ta đệ tử cùng Mộ Dung cô nương đã không có hồ nước tại thân, ai lão, chỉ nhớ không tốt, khiến người ta cứng ngắc phụng về diễn kỹ. Mộ Dung cô nương, Quân Thường Tiếu trở lại chuyện trình nói, lần này tới ta thiết cốt phái, có chuyện gì quan trọng? Không có vát xếp gì, Mộ Dung Hân thản nhiên nói, cũng là nghe nói quân trưởng môn đệ tử ốm hết môn phái luận vào 4 người đứng đầu, cố ý tới xem một chút, có cái gì không giống bình thường. Quân Thường Tiếu nói, thì ra là thế, Thanh Dương, đưa người Tiêu sư để gọi qua, để hắn bồi tiếp Mộ Dung cô nương, thật tốt tham quan một phen thiết cốt phái. Lý Thanh Dương có chút sụp đổ, trưởng môn, Tiêu Tội Kỳ xuất hiện tại cửa đại điện nói, đệ tử đã tới, hậu sơn, rừng đào ở giữa. Mộ Dung Hân thủ tại một gốc cây đào trước, xanh nhạt tay chỉ nhẹ nhàng phát trên nhánh cây hoa đào. Tiêu Tội Kỳ ngồi xổm tại thạch đầu bên trên, 88 thước súng bắn tỉa dùng miếng vải đen bọc lấy, thả ở bên cạnh, làm đến thương không rời người. Nữ mỹ mạo vô song, nam anh tuấn bất phàm, tựa như trời đất tạo nên một đôi. Đáng tiếc, tại mỹ diệu dưới tấm hình, lại thấu phát nghiêm nghị khí tức. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Hân chắp tay sau lưng, nhìn về phía Tiêu Tội Kỳ nói, ngươi còn không có khai mạch, ngươi khí bình thản không ít, không có lúc trước như vậy ngạo nghễ. Tiêu Tội Kỳ từ tốn nói, Mộ Dung đại tiểu thư, ta có khai mạch hay không, giống như cùng ngươi không có tí xíu quan hệ á. Mộ Dung Hân hơi chút trầm mặc, đổi đề tài nói,
Năm đó ta thì cùng gia gia nói qua, muốn lui đi hôn sự, nhưng lão nhân gia ông ta không đồng ý, cho nên đừng trách ta, tự tiện chủ trương đi Tiêu gia từ hôn. Mà lại, nàng nghĩ một lát nói, ta thật không biết, người linh căn cùng tu vi sẽ rút lui, cũng không biết người lúc đó tại Tiêu gia tình cảnh. Tiêu Tội Kỳ thản nhiên nói, sự va xét đã phát sinh thật lâu, người không cần hướng ta giải thích. Mộ Dung Hân lấy xuống một đóa hoa đào, phát phát cánh hoa nói, 5 năm qua, người khác đều cho rằng ta Mộ Dung Hân, bởi vì vị hôn phu không có tư chất cùng tu vi, mới có thể đi ngươi Tiêu gia từ hôn đây. Nói, đem một bình đan dược nói ra, bên trong có 10 khỏa đề cao khai mạch tỷ lệ trùng mạch đan, tiện thể đã từng tuổi nhỏ xúc động ta, cho ngươi đền bù tổn thất đi. Đây là tại thương hại ta, Tiêu Tội Kỳ nói. Mộ Dung Hân không nói, Tiêu Tội Kỳ tự diệu nói, ngươi Mộ Dung Hân là thiên kiêu trì nữ, ta Tiêu Tội Kỳ bây giờ chỉ là một cái phế vật, tự nhiên không với cao nổi, trùng mạch đan còn mời mang đi. Hưu đến, khoái lạc bóng đá nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, sau đó đằng sau quân thường tiếu quát lớn, cho bổn tọa xương cốt cứng rắn lên. Soát, Tiêu Tội Kỳ đứng dậy, song quyền nắm chặt căn từng chữ một. Mộ Dung Hân, 5 năm trước ngươi cho ta nhục nhã, sớm muộn có một ngày, ta Tiêu Tội Kỳ hội tiến về Bách Hợp Thánh Tông đòi lại. Thêm cái kỳ hạn, quân thường tiếu thanh âm truyền đến. 10 năm, quá dài. 9, tốt, thì 3 năm. Tiêu Tội Kỳ, Mộ Dung Hân vuốt vuốt tóc xanh, cười nói. 3 năm sau, ngươi muốn tới Bách Hợp Thánh Tông tìm ta. Không tệ, Tiêu Tội Kỳ một quang lãnh lẹ nói. 3 năm sau, ta sẽ dân lấy hưu thư, tiến về Bách Hợp Thánh Tông, nói cho mọi người là ta Tiêu Tội Kỳ thôi ngươi, không phải ngươi Mộ Dung Hân hối hôn. Mộ Dung Hân thần sắc khẽ giật mình, nàng theo cái này trong mắt nam nhân nhìn thấy trước đó chưa từng có kiên định, dù là năm đó lần đầu gặp nhau, vẫn là thiên tài thời điểm, đều chưa từng có. 3 năm à? Mộ Dung Hân thản nhiên nói, tốt, ta tại Bách Hợp Thánh Tông đợi ngươi. Nói, quay người rời đi, lỗ mắt hoa đào phiêu đáng, cánh hoa dần dần giữa không trung tách ra, như là đại biểu đã từng trời đất tạo nên một đôi, và hôm nay triệt để mỗi người đi một ngả. Mộ Dung cô nương, quân thường tiếu thanh âm tại hậu sơn quanh quẩn, thứ cho không tiễn xa được. Mộ Dung Hân đi, như là bởi vì hối hận năm đó xúc động, lại hoặc là thương hại lưu lại khai mạch đan, thì bị Tiêu Tội Kỳ thả tại thạch đầu bên trên. Hắn không có ý định muốn, bởi vì không muốn tiếp nhận thương tổn qua chính mình nữ nhân biếu tặng. Quân thường tiếu đi tới, không khách khí đem đan dược thu nhập không gian giới chỉ nói. 3 năm, nỗ lực tu luyện đi. Trưởng môn, Tiêu Tội Kỳ nói, ta đã cùng hắn không có liên quan, 3 năm sau thì nhất định phải đi Bách Hợp Thánh Tông sao? Quân thường tiếu vỗ vỗ bả vai hắn nói, Tội Kỳ, ngươi bây giờ là tranh giành một hơi, không phải đi chứng minh tương lai ngươi so với nàng không nổi, chỉ là muốn nói cho nàng, đã từng mất đi đồ, vật, nhất định muốn tự tay cầm về. Mất đi đồ, vật, Tiêu Tội Kỳ nỉ non nói, hắn mất đi đồ, vật là cái gì? Tôn nghiêm, một người nam nhân tôn nghiêm, Tiêu Tội Kỳ nắm quyền, ánh mắt kiên định nói, trường môn, ta hiểu rõ, ta sẽ cố gắng tu luyện, không phải chứng minh ta so người khác không nổi, mà chính là mất đi đồ, vật, nhất định muốn tự tay cầm về. Nỗ lực à, thiếu niên, quân thường tiểu nói, trở lại đại điện, tựa lưng vào ghế ngồi nói, Tội Kỳ, ngươi cùng Mộ Dung Hân ước định thực là một loại thúc giục ngươi không ngừng mạnh lên, hy vọng đừng cho bổn tọa thất vọng. Giúp bệ tử định ra ước hẹn 3 năm, mặc dù là có chạy đánh mặt đi hiểm nghi, nhưng càng nhiều vẫn là vì hắn định một mục tiêu, một cái không ngừng đi phấn đấu mục tiêu. Tỷ như trở thành phú hào, trước hết kiếm lời hắn 100 triệu. Ai? Quân thường tiếu duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Điều giáo đệ tử, của nhiên không phải một sự va xếp dễ dàng. Khi nói chuyện, đem khai mạch đan lấy ra, nỉ non nói. Có thể đề cao khai mạch tỷ lệ, loại đan dược này giống như rất không tệ. Hệ thống nói, ký chủ có thể theo luyện dược các tiến hành phân giải tinh luyện, có lẽ có thể đạt được đan dược đan phương tới. Còn có chức năng này, quân thường tiếu vội vàng kéo ra hệ thống số liệu màn hình ấn mở luyện dược các. 4 loại đan dược phía dưới, bỗng dưng thêm ra một hàng chữ, nội dung vì đến khai mạch đan có thể phân giải. Phân giải, đinh, ký chủ phân giải đan dược, tiêu hao 10 điểm điểm cống hiến. Đinh, môn phái điểm cống hiến, 265-500. Của nhiên, chỉ cần hệ thống thiện ý nhắc nhở, dù sao cũng phải để cho mình hoa điểm cống hiến giá trị. Đinh, phân giải thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khai mạch đan đan phương. Luyện đan các màn hình phía trên xuất hiện khai mạch đan, điểm sau khi tiến vào, bày biện ra 4 loại dược liệu. Quân thường tiếu sờ mũi một cái, cười nói, lấy 10 điểm điểm cống hiến, phân giải ra khai mạch đan đan phương, cái này sóng vững vàng không lỗ. Luyện dược trong các nhiều khai mạch đan, tương đương với lại hoàn thiện một bộ. Đương nhiên, phải cần tài liệu mới có thể luyện chế, cho nên quân thường tiếu quyết định, 2 ngày nữa đi Hồ Dương Thành đi một lần. Trước mắt, quan trọng hơn là, còn là như thế nào để Tội Kỳ khai mạch. Nhục thân cường độ trung quy có cực hạn, Tiêu Tội Kỳ phải khai mạch, phải ngưng tụ linh lực mới có thể đi càng xa, không phải vậy, cả ngày mang theo thương đi cùng người khác đánh nhau, cũng không phải không được, nhưng nếu có linh lực hiệp trợ, tự nhiên như hổ thêm cánh. Quân thường tiếu nâng cầm lên, nói, nhất định phải đem tiểu tử này không thể tu luyện bệnh trạng hiểu rõ. Đúng, có thể mua cái tư chất cải tạo dịch, để hắn phục dụng,
cưỡng ép theo đề phẩm linh căn tăng lên tới phàm phẩm linh căn, có lẽ liền sẽ đả thông chủ mạch đâu. Nghĩ đến liền đi làm, quân thường thiếu trực tiếp điểm tại áp dụng đề phẩm linh căn phục dụng từ chất cải tạo dịch bên trên. Đinh, ký chủ tiêu phí 50 điểm điểm cống hiến, thu hoạch được từ chất cải tạo dịch 11, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ. Đinh, môn phái điểm cống hiến 215-500. Vì để đệ tử mạnh lên, vì có thể tại 3 năm về sau đoạt lại mất đi tôn nghiêm, quân trưởng môn cũng là đủ liều à. Huấn luyện phòng, tiêu tội kỳ cầm từ chất cải tạo dịch, khi biết được hiệu quả về sau, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Khá lâu, khó có thể tin nói, trưởng môn, uống hết thật có thể để bạn linh căn từ chất sao? Quân thường tiểu nói, đừng nói nhảm, nhanh lên uống. 3. Tiêu tội kỳ mở ra nắp bình, không có do dự ngẩng đầu lên, đem mạch nhà vị thuốc nước uống hết, thể nội kinh mạch tựa như một chút bốc cháy lên. Hô hô hô, hắn miệng lớn hô hấp, lõa lồ bên ngoài da thịt dần dần bắt đầu nóng, liền tựa như bị nung đỏ than. Tình huống như thế nào? Quân thường tiếu ngạc nhiên không thôi. Hắn uống qua mấy bình, cũng không có xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ tiểu tử này uống hết từng có mẫn phản ứng? Hệ thống nói, đây là từ chất cải tạo dịch đang ngưng tụ linh lực, cho hắn đề bạt linh căn cùng hội tụ trùng mạch linh năng. Xì. Nhưng vào lúc này, tiêu tội kỳ đỏ bừng da thịt, bắt đầu toát ra một cuồn cuộn quỷ dị khí vụ, ngửi lên có chút sang tị. Hệ thống nói, cái này là độc khí, khí độc. Quân thường tiếu cảnh giác lùi lại hai bước. Hệ thống nói, nếu như không có đoán sai, người tên đệ tử này hẳn là trúng độc. Trúng độc, quân thường tiếu ngưng trọng nói, chẳng lẽ đây chính là hắn không thể tu luyện duyên cớ? Tiêu tội kỳ thể nội khí độc khuếch tán, tràn ngập đang huấn luyện trong phòng, cũng may chỉ là sang tị, cũng không mang đến bất cứ thương tổn gì. Quân thường tiếu mò sờ cảm nói, thể nội có độc tố, không thể tu luyện, sự va xét giống như đã rất rõ ràng. Bành, nhưng vào lúc này, tiêu tội kỳ thân thể truyền đến tiếng vang, hai tay chỗ cổ tay, hội tụ một đạo hơi có vẻ suy nhược vầng sáng. Đây là, khai mạch triệu chứng. Phù phù, phù phù, tiêu tội kỳ trái tim nhảy lên kịch liệt, chấn động đến ở ngực chập trùng bất định, khuếch tán khí độc, cũng giống như tại nóng rực nhiệt độ cơ thể hạ, bị dần dần bốc hơi sạch sẽ. Còn về hai cổ tay bên trong hội tụ vầng sáng, cũng theo mơ hồ hình dáng diễn biến thành rõ ràng, thậm chí sau cùng dừng lại thực chất hóa. Mở một mạch, quân thường tiểu vui vẻ nói. Vừa dứt lời, tiêu tội kỳ trên cổ tay lần nữa bày biện ra đạo thứ hai vầng sáng, hiển nhiên hội tụ thể nội linh năng đã xông mở cái thứ hai chủ mạch. Sau nửa canh giờ, huấn luyện phòng khí độc triệt để tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Tiêu tội kỳ như núi non thẳng tắp, trên hai cổ tay trái phải mỗi người hội tụ bốn đạo hào quang ông ánh. Phục dụng từ chất cải tạo dịch về sau, hắn linh căn theo đề phẩm đề bạt đến phàm phẩm, từ chất đề bạt kéo theo kinh mạch, nhất cử đột phá đến khai mạch tứ đoạn. Trưởng môn nhìn lấy 5 năm chưa từng lại xuất hiện linh năng vầng sáng, tiêu tội kỳ hai tay run rẩy kịch liệt, thanh âm gần như khàn khàn nói, đệ tử khai mạch. Không tệ, quân thường tiểu nói, ngươi khai mạch. Tiêu tội kỳ nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, nỗ lực khắc chế tâm tình, nhưng nước mắt vẫn không cách nào khống chế tại trong mắt hội tụ. Soát, đột nhiên hắn đầu gối uốn lượn xuống tới, nhưng còn không có quỳ xuống đến, liền bị quân thường tiểu nâng nói, dùng ngươi về sau mạnh lên, đến truyền ta thiết cốt phải chi uy, chính là đối với bản tọa hảo cảm nhất tạ. Đứng lên. Soát, tiêu tội kỳ đem uốn lượn đầu gối duỗi thẳng, xóa đi trên gương mặt nước mắt, lớn tiếng nói, đệ tử tiêu tội kỳ nhất định sẽ không cô phụ trưởng môn, tương lai tất lớn mạnh ta thiết cốt phái tên, truyền ta thiết cốt phái chi uy. Quân thường tiểu vỗ vỗ bả vai hắn nói, bổn tạ coi trọng ngươi. Đinh, trăm người đứng đầu nhập môn đệ tử khai mạch thành công, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ trèo lên cao, thu hoạch được 50 điểm điểm cống hiến. Đinh, môn phái điểm cống hiến 265-500. Đi ra huấn luyện phòng, quân thường tiểu im lặng thầm nghĩ, trăm người đứng đầu nhập môn đệ tử khai mạch thành công, tiêu tội kỳ nếu như không có khai mạch, có phải hay không vẫn không cách nào hoàn thành? Hệ thống nói, đúng, cái này ẩn tàng nhiệm vụ thật gây rối anh. Tiêu tội kỳ mạch tuy nhiên mở, nhưng để quân thường tiếu không hiểu là đến cùng phải hay không bởi vì chúng độc duyên cớ dẫn đến cảnh giới rút lui, khiến không cách nào ngưng tụ linh lực. Hệ thống nói, theo vừa rồi khí độc đến xem, hẳn là chúng độc gây nên. Quân thường tiếu nâng cầm lên nói, độc tố làm cảnh giới rút lui có thể lý giải, cực phẩm linh căn làm sao còn có thể rút lui? Nếu như thể nội độc tố có thể áp chế linh căn, bây giờ bị hóa giải mất, cần phải khôi phục mới đúng, mà không phải vẻn vẹn mở tứ mạch. Hắn xoa xoa huyệt thái dương nói, Nguyên Phương, và xét này ngươi thấy thế nào? Hệ thống, quân thường tiểu nói, hỏi ngươi đâu, nói chuyện nha. Hệ thống thế mới biết, nguyên lai Nguyên Phương chỉ chính mình, vì vậy nói, Tinh Vẫn Đại Lục là một cái thần kỳ thế giới, có lẽ thì có thể áp chế tu vi cùng linh căn độc dược. Độc tố giải hết, làm sao không có khôi phục linh căn cùng tu vi đâu? Quân thường tiểu nói, hệ thống trầm mặc sơ qua nói, có lẽ trong cơ thể hắn không vẻn vẹn có một loại độc tố, ký chủ vì giải hết, chỉ là áp chế tu vi độc tố, còn vẫn tồn tại áp chế linh căn độc tố. Có khả năng, quân thường tiếu bắt đầu trầm mặc. Nếu như sự vật xếp là như thế này lời nói, người nào như thế ác độc, phía dưới hai loại độc hủy vốn nên là thiên tài tiêu tội kỳ.
Tiêu gia trưởng lão á? Quân Thường Tiếu nghĩ đến môn phái luận võ bên trên, đối Tiêu Tội Kỳ đầy dễ sát ý Tiêu gia đại trưởng lão. Còn có đám kia tại Lịch Dương thành bên ngoài sát thủ, đến cùng là ai phái tới? Hắn ôm đầu, nói, mẹ trứng, cảm giác ít có chút không đủ dùng, Nguyên Phương, có hay không khai phát trí nhớ thương phẩm? Hệ thống nói, không có. Tiêu Tội Kỳ khai mạch thành công về sau, tạm thời từ bỏ luyện thương, một đêm đều tài vận chuyển dịch cân kinh, bốn phía linh lực bắt đầu hội tụ. Tuy nhiên chỉ có phàm phẩm linh căn, thu lấy phía trên kém xa đã từng cực phẩm linh căn, nhưng hắn rất thỏa mãn, dù sao, không bằng có thể ngưng tụ linh lực mạnh hơn quá nhiều. Linh lực tan nhập thể nội, thuận kinh mạch lan tràn hội tụ, Tiêu Tội Kỳ lần nữa tìm về năm đó tu luyện loại kia cảm giác sảng khoái. Đương nhiên, hắn cũng biết, hết thảy là trưởng môn cho, đời này nguyện ý cam tâm tình nguyện, vì thiết cốt tranh tranh phải hiệu lực. Bách Hợp Thánh Tông, một cái khác trong đệ tử phòng, Dạ Tinh Thần tu luyện hoàn tất, khinh thường tại chú ý nói. Năm đó bản đế xưng bá tinh vẫn đại lục thời điểm, mới chỉ một cái ngũ lưu tông môn. Ai? Chúng ta Dạ đế đại nhân, còn đắm chìm trong quá khứ không cách nào đi ra đây. Hô, hắn phun một ngụm khí, nỉ non nói. Thái Huyền chân kinh của thực thâm ảo, lĩnh hội lâu như vậy, mới lĩnh ngộ được đệ nhất trọng. Cũng may, có dịch cân kinh phụ trợ, không phải vậy chỉ bằng vào một loại tâm pháp, rất khó để cho ta tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến khai mạch thất đoạn. Thật đúng là phải thật tốt cảm tạ, bởi vì không có dịch cân kinh 50% khai mạch dẫn đầu, lấy Dạ đế trước mắt tư chất, đến hao phí một đoạn thời gian hơi dài mới có thể đạt tới. Một mực tu luyện cũng không được, phải kết hợp thực chiến, trời sáng đi có hung thú sơn lâm học hỏi kinh nghiệm. Hôm sau, Dạ đế đem ý nghĩ của mình thông báo Quân Thường Tiếu, cái sau cân nhắc liên tục về sau, nói, cùng ngươi Tiêu sư huynh cùng đi chứ, tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn, một cái rác rưởi mà thôi. Dạ Tinh Thần tuy nhiên rất mâu thuẫn, nhưng mặt ngoài vẫn là đồng ý, dù sao thân phận bây giờ là thiết cốt phái đệ tử. Cứ như vậy, một cường giả trọng sinh, một thiên tài thay đổi phế vận, lên đường rời đi môn phái, bắt đầu vốn nên thuộc về nhân vật chính mới có ắt không thể thiếu dã ngoại tu hành khâu. Tiêu Tội Kỳ mang theo Qbuild 88 đi. Hắn chuyến này không chỉ có muốn thực chiến tu luyện, còn muốn thừa cơ chuẩn bị con mồi thu hoạch tinh hạch, đền bù trưởng môn lúc trước bỏ ra tới hao tổn. Chúng ta Quân đại trưởng môn còn đem môn phái sự vụ giao cho Lý Thanh Dương, lên đường tiến về Hồ Dương Thành. Trưởng môn, Liễu Huyền Thi đứng tại cửa phòng ăn, hô, mang một ít gia vị trở về. Hiểu rõ. Làm Quân Thường Tiếu lần nữa đi vào Hồ Dương Thành, phát hiện so với lần trước náo nhiệt không ít, trên đường ngẫu nhiên có thể gặp được đeo vũ khí võ giả. Ngả ra liền không thể nhanh lên nha, nhất định phải chờ một tháng mới đấu giá. Loại này trong nháy mắt khôi phục thương thế liệu thương đan, ngả ra có thể luyện chế ra đến, còn đối ngoại đấu giá, chờ một đoạn thời gian đây tính toán là cái gì? Ta nghe nói, mấy cái đại gia tộc cùng đại môn phái đều phái người tới. Giữa bọn hắn chiến đấu, chúng ta những người nghèo này cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Đừng thượng võ giả nghị luận không thôi. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là người bên ngoài, tụ tập trong thành, là đang chờ đợi ngả ra lần thứ hai đấu giá liệu thương đan. Rất nhiều gia tộc và môn phái dồn hết đủ sức để làm, một khi đan dược bắt đầu đấu giá, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào cũng muốn bắt lại. Không thể không nói, ngả ra tại trên chuyện làm ăn rất có thủ đoạn, đi qua lần đầu đấu giá cùng không ngừng tuyên truyền, thành công treo đủ các quận võ giả khẩu vị. Đấu giá liệu thương đan sự và sức, không có quan hệ gì với Quân Thường Tiếu, hắn cũng lời xuất đầu lộ diện, cho nên trước đi một chuyến tập thị, mua sắm một đống lớn gia vị, lúc này mới tiến vào ngả ra dược tài cửa hàng. Đang quầy hàng tính tiền, Mã trưởng quỹ nhìn thấy Quân Thường Tiếu đi tới, không đợi làm và xếp lặt vật nghênh đón, chính là tự mình đi tới, hết sức tươi cười nói, Quân trưởng môn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Ngả gia chủ sớm tại lần thứ nhất đấu giá đan dược trước liền đã truyền lệnh xuống, thiết cốt phái trưởng môn là ngả gia thượng đẳng khách quý, nếu như đến cửa hàng tuyệt đối không thể lãnh đạo. Quân Thường Tiếu nói, ngả gia chủ đâu? Bổn tọa tìm hắn nói bút đại sinh ý. Lại là đại sinh ý? Mã trưởng quỹ vội vàng làm thế mới nói, Quân trưởng môn, ngươi mời ngồi trước, bị nhân cái này đi thông báo gia chủ. Nói, cho hạ nhân được một cái dâng trà ánh mắt, vội vã rời điếm đi cửa hàng tiến về ngả gia. Quân Thường Tiếu không có ngồi xuống, đi vào giá thuốc trước, đánh giá giỏ trúc bên trong từng cây dược tài, nhìn thấy hưng khởi trộ, liền muốn đưa tay đi chạm đến. Đừng đụng nó. Đột nhiên, đằng sau thân thể thanh âm, Quân Thường Tiếu quay lại, phát hiện trong tiệm trong góc, một tên cả đầu tóc trắng lão già chính cầm một thanh cây kéo nhỏ đang chăm sóc bồn hoa. Lão đầu điên, trong tiệm người hầu quát lớn, đây là thiết cốt phải Quân trưởng môn, không được vô lễ. Nói, vội vàng cười lan mảnh nói, Quân trưởng môn, hắn là mấy ngày trước mời đến tu bổ dược tài làm công nhật, không hiểu quy củ, đừng chấp nhặt với hắn. Quân Thường Tiếu hiếu kỳ nói, vì cái gì không thể đụng vào? Lão già liền cũng không ngẩng đầu lên, một bên tu bổ dược tài vừa nói, thuốc kia tài tên là hủ diệp thảo, phiền lá hội tụ linh lực, người nếu như đụng vào, linh lực liền sẽ hủ hóa, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cắt. Người hầu lườm hắn một cái nói, hủ diệp thảo ta mỗi ngày chuyển đến dọn đi, đụng phải rất nhiều lần, không như cô có thể đem ra luyện chế đan dược á? Ngươi cái này lão đầu điên lại tại lời nói điên cuồng.
Ai, lão già thở dài nói, cũng là có những người loại này chân tay là móng người tại, ban đầu vốn có thể phát huy 10 thành dược hiệu dược tài, tại luyện chế đan dược về sau, chỉ có thể phát huy 5, 6 phần 10, thật là để đau lòng à. Được, được, thì ngươi chuyên nghiệp được không, không thèm để ý ngươi. Người hầu như là cùng lão giả tranh cái không chỉ một lần, không cùng hắn tiếp tục tranh luận, mà chính là cười nói. Quan trưởng môn, mời tùy tiện nhìn. Quan thường tiêu đến hứng thú, nói. Tiền bối giống như đối dược tài rất có nghiên cứu nha. Lão già phù yêu đứng lên nói. Quan trưởng môn là cao quý đứng đầu một phái. Tiền bối này xưng hô, lão phu không chịu đựng nổi. Trưởng giả vi tôn, xứng đáng, xứng đáng. Quan thường tiêu nói. Lão tử trên mặt xuất hiện kinh ngạc, lắc lắc đầu nói, Tinh Vẫn Đại Lục từ trước đến nay lấy võ làm đầu, trưởng giả vi tôn, lão phu còn là lần đầu tiên nghe nói. Quân Thường Tiêu vốn muốn tiếp tục nói chuyện với nhau, mà thượng nghệ đã hùng hùng hổ hổ chạy tới, mới vừa vào cửa hàng, chính là chắp tay cười nói, quân trưởng môn, cơn gió nào đem người cho thổi tới á? Phòng tiếp khách, quân thường tiêu đem viết có hai mạch đan dược tài đan phương để lên bàn, mười ngón chụp cùng một chỗ, cười nói, ngả gia chủ, phía trên liệt kê dược tài, các ngươi ngả gia có bao nhiêu? Ngả thượng nghệ nhìn một chút, trầm tư sơ qua nói, quân trưởng môn, cái này bốn loại dược liệu, ta ngả ra không nhiều, mỗi loại đại khái chỉ có khoảng 300. Bổn tọa muốn hết, quân thường tiếu sảng khoái nói, khai mạch đan đề bạt khai mạch dẫn đầu, dịch cân kinh cũng đề bạt khai mạch dẫn đầu, cả hai phối hợp lại, há không nghịch thiên, cho nên nhất định phải nhanh luyện chế. Ngả thượng nghệ cười nói, quân trưởng môn, xin chờ một chút, hương mã trưởng quỹ được một cái nhan sắc. Cái sau vội vàng tiến về nội viện, sau đó mang tới mấy cái mai không gian giới trị để lên bàn. Khai mạch đan dược tài không tính quá chân quý, cho nên tiệm thuốc bên trong thì chuẩn bị hàng có sẵn. Quân thường tiếu nghiệm qua hàng về sau, nói, ngả gia chủ, ra giá đi. Ngả thượng nghĩa nói, những dược liệu này hết thảy 11 vạn lượng, quân trưởng môn cho cái 100 ngàn chỉnh đi. Đổi lại khác khách hàng, khẳng định không trả giá. Nhưng về sau ngả gia có thể hay không mượn nhiều liệu thương đan kiếm lời cái đây bát đầy bồn, liền dựa vào vị này thần tài. Quân thường tiếu nói, thành giao. Hai người dựa theo quy củ đi, ký tên đồng ý, dược tài mua bán giao dịch hoàn thành. Đúng, quân thường tiếu chỉ bên ngoài tu bổ dược tài lão giả, rất là tò mò nói. Vị tiền bối này lai lịch gì? Ngả thượng nghĩa nói, một tên dược tài sư. Dược tài sư, quân thường tiếu chưa nghe nói qua. Nguyên chủ nhân từ nhỏ sống ở Thanh Dương thôn, sau bái nhập Thiết Cốt phái, rất ít ra khỏi cửa, đối đại lục ở bên trên rất nhiều chuyện không hiểu lắm. Ngả thượng nghĩa giải thích nói, dược tài sư là một loại bồi dưỡng, trồng trọt dược tài nghề nghiệp. Thì ra là thế, quân thường tiếu hiểu rõ nói, khó trách hắn như thế hiểu dược tài. Ngả thượng nghĩa lắc đầu, nói, quân trưởng môn, người này chỉ là tam phẩm dược đồ, mạnh hơn hắn, so với hắn hiểu dược tài sư còn có rất nhiều đây. Dược tài sư cũng có đẳng cấp phân chia, cùng võ đạo tương tự, như đồ, sư, tông, vương. Luyện đan sư cùng linh thạch đồng dạng cũng là như thế. Tam phẩm dược đồ, tại Tinh Vẫn Đại Lục rất phổ thông. Dược tài sư cùng hắn nghề nghiệp so ra, tương đối phổ biến một chút. Thân phận không tính cao quý, thậm chí bị gọi đùa làm thuốc nông. Đương nhiên, đối với bọn họ chăm chú bồi dưỡng, trong dược tài, vẻn vẹn đi thâm sơn đào dược tài, khó có thể cung ứng Tinh Vẫn Đại Lục cự thị trường lớn nhu cầu, cho nên dược tài sư cũng không thể thiếu. Rất nhiều thế lực hội cố ý thuê dược tài sư, khai mở dược viên, tiến hành dược tài bồi dưỡng cùng trồng, làm đến tự cung tự cấp. Tam phẩm dược đồ, cũng là dược liệu sư, ngả gia chủ không nên xem thường lão phu. Ông lão tóc bạc nghe được ngả thượng nghĩa lời nói, mở miệng phản bác. Ai nhà, ngươi cái này lão đầu điên, dám cùng gia chủ của chúng ta nói như thế, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Hạ nhân vuốt vuốt tay áo, khí thế hưng hực đi tới, ngả thượng nghệ phất phất tay nói, lui ra, người hầu chừng lão đầu liếc một chút, lúc này mới hậm hực lui xuống đi. Quân thường tiếu đi tới, cười nói, tiền bối, ta Thiết Cốt phái còn thiếu một tên dược tài sư, có hứng thú hay không? Lão đầu khoát tay một cái nói, mạnh hơn lão phu dược tài sư, một nắm thì một đống, quân trưởng môn khác nhờ người khác đi. Cắt. Hạ nhân lạnh hừ một tiếng, thầm nói, có thể bị quân trưởng môn nhìn lên là người phúc khí, lại còn chối từ, thật sự là một cái lão đầu điên. Ngả thượng nghễ cười nói, quân trưởng môn, ta ngả ra thì có không ít dược tài sư, phần lớn tại 7-8 phận tầng thứ, nếu như quý phải thiếu khuyết, ngài mỗ có thể. Quân thường tiếu ngắt lời nói, liền đem vị tiền bối này nhường cho bổn tọa đi. Ngả thượng nghễ khóe miệng có quắc một chút, nói, quân trưởng môn, ngụy lão chỉ là ta ngả ra làm công nhật, đi hay không, vẫn phải từ hắn tự mình làm chủ. Dạng này nha, quân thường tiếu nói. Tiền bối, bổn tạ nguyện ý số tiền lớn thuê, có thể hay không nguyện ý tiến về Thiết Cốt phái. Trách nhiệm dược tài sư chức, ngả thượng nghệ có chút không hiểu. Tam phẩm dược đồ không nói khắp nơi có thể thấy được, tại ngả gia chọn cũng có thể chọn hơn 10 cái. Thiết Cốt phái trưởng môn làm sao lại nhìn lên cái này vui buồn thất thường lão đầu đâu. Ngụy lão nói, quân trưởng môn, thật muốn thuê lão phu vì Thiết Cốt phái dược tài sư. Không tệ. Quân thường tiểu nói, ngụy lão đem cây kéo đặt ở trên kệ, nói, lão phu trở thành một tên dược tài sư, đến nay đã có 60 năm, chỉ có quân trưởng môn mời đến. Quân thường tiểu nói, thiên lý mã thường có, bá nhạc khó gặp. Bá nhạc á? Ngụy lão cười cười nói,
Quân trưởng môn nếu như thật tâm muốn mời, lão phu nguyện ý tiến về Thiết Cốt phái, nhưng nói số tiền lớn lại là bao nhiêu? Lương tháng vạn lượng, Quân Thường Tiếu nói, gã thượng nghẽ một trận ngạc nhiên. Nhà hắn bát cửu phẩm dược đồ lương tháng cũng mới vạn lượng, một cái tam phẩm dược đồ lương tháng ngàn lượng liền đã rất cao. Ngụy lão nói, quân trưởng môn rất có thành ý, đợi lão phu quay lại gia trang giao phó một phen, liền đi theo ngươi tiến về Thiết Cốt phái. Quân Thường Tiếu nói, ngà gia chủ, người này bổn tọa mang đi cũng không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề. Thanh nam tĩnh mịch trong ngõ hẻm. Quân Thường Tiếu theo Ngụy lão đi vào hắn ở lại chỗ ở, nhà rất phá, hoàn cảnh u ám. Vừa đi vào, một đám 8-9 tuổi hài đồng vây quanh, mở miệng một tiếng ra ra quát lên, trên mặt mang thuần chân nụ cười. Quân Thường Tiếu nói, Ngụy lão con cháu đầy đàn, chính là người có phúc phần. Ngụy lão đem mua được bánh kẹo từng cái gửi tới, đầy dãy tự ải nói, đây đều là lão phu thu dưỡng cô nhi. Quân Thường Tiếu ngạc nhiên, tại tàn khốc thế giới bên trong sẽ có người thu dưỡng cô nhi, thật là không thể tưởng tượng. Quân trưởng môn đem cao vỏ thế giới muốn quá tối đen, trên thực tế bất kỳ địa phương nào chắc chắn sẽ có người tốt, làm lấy nhìn như buồn cười cùng cực và xích thiện. Quân trưởng môn, Ngụy lão nói, trước tiên có thể dự chi điểm lương bổng sao? Có thể. Quân Thường Tiếu sảng khoái xuất ra 1000 lượng. Ngụy lão sau khi nhận lấy chỉ cấp độ tuổi hơi lớn thiếu niên 300 lượng, một phen căn dặn sau liền chỉnh lý hành lý rời đi. Trên đường, Quân Thường Tiếu nói, Ngụy lão, thực ngươi có thể mang lấy bọn hắn cùng đi Thiết Cốt phái. Ngụy lão lắc lắc đầu nói, cái thế giới này rất tàn khốc, bọn họ chung quy phải học được chính mình đi đối mặt, lão phu chỉ có thể giúp nhất thời, không thể giúp cả đời. Cho nên, Quân Thường Tiếu nói, cho bọn hắn mấy trăm lượng, cũng là không hy vọng quá phận ỷ lại ngươi. Không tệ, Ngụy lão nói, lão nhân gia kia, tất có siêu phàm trải qua đây. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ thu hoạch được 50 điểm điểm cống hiến. Đinh, môn phái điểm cống hiến, 313-500. Quân Thường Tiếu cùng ngả thượng nghệ hoàn thành giao dịch về sau, chi nhánh nhiệm vụ thì phát động. Nội dung vì đến thuê Ngụy lão vì Thiết Cốt phái dược tài sư, khó trách nguyện lấy lương tháng vạn lượng giá cả thuê. Thực không có chi nhánh nhiệm vụ, Quân Thường Tiếu cũng sẽ đi chiêu mộ Ngụy lão, bởi vì trực giác nói cho hắn biết đây là một cái không loại người bình thường. Tốt ta, nhà người Thiết Cốt phái đều là có cố sự người, chúng ta đổi mấy cái dương sông sáo chân trời, muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Quân trưởng môn, Ngụy lão nói, đã mời lão phu vì Thiết Cốt phái dược tài sư môn phái nhưng có dược tài hạt giống đi mua. Quân Thường Tiếu nói, hai người đi một chuyến dược tài thị trường, mua rất nhiều phẩm loại dược liệu, lúc này mới trở về Thiết Cốt phái. Vừa về đến môn phái, Lý Thanh Dương liền đưa tới một vật nói, trưởng môn, hai canh giờ trước có người đưa gửi đến một phong thư. Ồ, Quân Thường Tiếu tiếp nhận, đem phong thư hủy đi thì gặp trên đó viết đến 3 ngày sau, mời Thiết Cốt phái trưởng môn tiến về Linh Tuyền Tông phế tích nhất chiến, là khoảng người Thánh Tuyền Tông nội môn đệ tử Mạc Thượng Phi. Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, trưởng môn, đây là chiến thư. Quân Thường Tiếu đem thư tín bóp tại trong lòng bàn tay, cười nhạt một cái nói, Thánh Tuyền Tông rốt cục ngồi không yên, chỉ là phải tới một tên nội môn đệ tử cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Quân Thường Tiếu á. Diệt Linh Tuyền Tông, Quân Thường Tiếu liền nghĩ qua Thánh Tuyền Tông sẽ tới làm phiền mình, nhưng là không nghĩ tới lại là lấy hạ chiến thư phương thức. Đúng thôi, nếu như ngay từ đầu vì nhất hỉ không chơi âm mưu quỷ kế, đàng hoàng lấy loại phương thức này đến giải quyết hai phái ân oán, chính mình hà sẽ làm ra diệt môn tiến hành đây. Trưởng môn, Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, có thể trở thành Thánh Tuyền Tông nội môn đệ tử, thiên tư cùng thực lực tất nhiên rất đột xuất. Quân Thường Tiếu mò sờ cằm nói, đã để đệ tử hạ chiến thư, bổn tọa thân là đứng đầu một phái, như xuất chiến há không bị làm trò hề cho thiên hạ. Thanh Dương, hắn dừng một chút nói, liên từ ngươi ưng chiến đi. Đúng, Lý Thanh Dương nói. Quân Thường Tiếu nói, một trận chiến này liên quan đến môn phái vinh dự, vô luận như thế nào đều muốn cho bổn tọa thắng được tới. Lý Thanh Dương quát, đệ tử sẽ làm hết sức nỗ lực. Thực hắn rất có áp lực, dù sao đối thủ là Ngũ Lưu Thánh Tuyền Tông nội môn đệ tử, ở thiên phú cùng trên thực lực chưa hẳn thì yếu hơn mình. Quân Thường Tiếu mười ngón chụp cùng một chỗ, gối lên cái cằm nói, bổn tọa nếu như thắng. Đúng, Lý Thanh Dương lớn tiếng nói, 3 ngày sau đệ tử nhất định chiến thắng. Quân Thường Tiếu phất tay, quăng ra 10 khỏa tụ khí đan cùng 3 khỏa linh thạch nói, 2 ngày này có vắt xếp gì không cần quản, cho bổn tọa thật tốt tu luyện, chuẩn bị 3 ngày sau chiến đấu. 10 khỏa linh thạch là môn phái luận võ thu hoạch được, hắn không có cam lòng dùng. Bây giờ Thánh Tuyền Tông đến chiến, không chút do dự trước cho Lý Thanh Dương 2 khối, hy vọng hắn tại thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh, làm đến hoàn toàn chắc chắn thắng được. Lý Thanh Dương tiếp nhận đan dược và linh thạch, ánh mắt kiên định nói, đệ tử nhất định sẽ không để cho trưởng môn thất vọng. Nói, rời đi đại điện đi chăm chỉ tu luyện. Lục Thiên Thiên tựa ở môn xuôi theo bên trên, thản nhiên nói, vì cái gì không cho ta xuất chiến? Quân Thường Tiếu nói, Thanh Dương ổn định, biết đại thể, ta hy vọng hắn có thể trở nên càng mạnh, trở nên càng có tự tin, đến phụ trợ bổn tọa cùng một chỗ quản lý Thiết Cốt phái. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói, cho nên
Đây chính là trưởng môn, vì về sau làm vung tay trưởng quỹ tìm lý do à? Quân Thường Tiếu che ngực, ngồi phịch ở trên ghế dựa, giả bộ yếu ớt nói. Ai nha, không được, bổn tọa trái tim thật đau. Lục Thiên Thiên lườm hắn một cái nói. Thánh Tuyền Tông lần này tới chiến, nói rõ để ý Linh Tuyền Tông, chúng ta thiết cốt phải cùng dạng này tông môn xem như kết xuống cửu oán. Quân Thường Tiếu dừng lại giới diễn, buông buông tay nói. Chỉ cần không chơi âm mưu quỷ kế, bổn tọa không ngại cùng bọn họ chơi đùa. Lời này như bị ngoại nhân nghe được, khẳng định im lặng. Ngươi một cái bát lưu môn phái, từ đâu tới nhi tự tin và dũng khí, dám cùng ngũ lưu tông môn chơi đùa. Ngụy lão bị Quân Thường Tiếu an trí tại nội viện, đem hậu sơn hơn 10 mẫu đất trồng quy hoạch làm dược viên, giao cho hắn phụ trách quản lý. Trưởng môn, mời phải mấy cái tên đệ tử, hiệp trợ lão phu cùng một chỗ khai khẩn hoàng điện. Vừa dàn xếp lại Ngụy lão, không có ý định nghỉ ngơi, mà chính là bắt đầu thực hiện chính mình bản chức công tác. Quân Thường Tiếu đem Tô Tiểu Mạt, Điền Thất, Lý Phi bọn người gọi tới hiệp trợ khai hoang. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, hơn 10 mẫu hoang địa liền bị bọn họ cho cày một bên, bùn đất sốt thích hợp với trồng. Ngụy lão cẩn thận từng ly từng tí lấy ra dược tài hạt giống, sau đó lạc đà lấy thân thể một bộ một hố trồng lên. Ngụy lão, Tô Tiểu Mạt nói, chúng ta giúp người đi. Ngụy lão khoát khoát tay nói, chuyên bá loại dược liệu hạt giống, phải có một khóa chân tâm mới có thể ẩn dụng ra tập hợp thiên địa linh khí vào một thân dược tài. Các người những thằng oát con này quá xúc động, vẫn là từ lão phu một người tới đi. Thiết cốt phái đệ tử im lặng, đã không cho giúp. Bọn họ liền rời đi hậu sơn, sau đó mỗi người qua tu hành. Cho đến hoàng hôn tiến đến, Ngụy lão mới đưa hơn 10 mẫu toàn bộ truyền bá bên trên dược tài hạt giống. Mỗi cái dược tài khoảng thời gian, thậm chí đào hố sâu cạn đều có rất lớn coi trọng. Nếu có đồng hành nhìn thấy, khẳng định từ đấy lòng khen đến đến chuyên nghiệp. Đã thuê Ngụy lão, Quân Thường Tiếu không hề hỏi đến, mà chính là ngồi xếp bằng trong phòng, đem luyện đan các lôi ra đến. Một phen đinh đinh âm thanh về sau, luyện chế ra 300 khỏa khai mạch đan tới. Cái đồ chơi này phối hợp dịch cân kinh, khai mạch khẳng định rất dễ dàng, chơi sáng để ục thử một chút. Nỉ non thời điểm, phất tay lấy ra một khỏa linh thạch. Lý Thanh Dương cần tu luyện, hắn cũng tương tự cần tu luyện, bởi vì Thánh Tuyền Tông ước chiến, đại biểu muốn cùng ngũ lưu tông môn chính diện cương, tu vi nhất định phải nhanh đề bạt. Dùng như thế nào đâu? Bưng lấy linh thạch, Quân trưởng môn một mặt mộng bức, hệ thống nói, cùng câu thông tinh hạch một dạng, câu thông linh thạch. Đem bên trong linh lực dẫn dắt ra đến, chậm rãi luyện hóa, lại dung nhập khí toàn trong. Anh, Quân Thường Tiếu làm theo, làm ý niệm dung nhập linh thạch bên trong, cảm nhận được nội bộ bàng bạc linh lực, không khống chế được cả kinh nói. Thật là tinh thuần à? Nói nhảm, hệ thống nói, không tinh khiết, có thể một vạn lượng một khóa sao? Quân Thường Tiếu không để ý hắn, bắt đầu dẫn đạo linh thạch nội linh lực, cũng dần dần hình thành một sợi mềm mại đường cong bay ra, thuận lỗ mũi chui nhập thể nội. Dịch cân kinh vận chuyển, bắt đầu chậm chậm luyện hóa. Một đêm trôi qua, đặt ở trong bàn tay linh thạch, theo trong suốt hình dáng hóa thành u ám hình, Quân Thường Tiếu trong đan điền luồng khí xoáy, rõ ràng so trước đó mạnh không ít. Hắn âm thầm sợ hãi than nói, cái này lại muốn thu lấy 4 năm khỏa, tông bát phẩm đột phá đến cửu phẩm, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự và sức. Quân Thường Tiếu từng phỏng đoán qua, cư nhiên phục dụng tụ khí đan, không gián đoạn tu luyện, chỉ ít cũng phải cần nửa tháng. Bây giờ có linh thạch, một mực thu lấy, 2-3 ngày thì có thể đột phá, quả thực không nên quá khủng bố. Hệ thống nói, linh thạch là tinh vẫn đại lục trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện, bao nhiêu võ giả vì thế vật bôn ba cả một đời, thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Linh thạch làm sao thu hoạch được? Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói, muốn sao tìm mỏ quy ngơ ngơ khai thác, muốn sao tìm lĩnh sư theo cao phẩm tinh hạch bên trên tiến hành tinh luyện. Quân Thường Tiếu mò sờ cằm nói, dược tài sư đã có, xem ra, đến tìm cái thời gian, xuống núi thuê một tên linh sư. Hệ thống dội nước lạnh nói, linh sư cái nghề nghiệp này vô cùng hiếm thấy, dù là thấp nhất tầng thứ linh đồ, toàn bộ Thanh Dương quận đều không đủ 10 người, ký chủ thật nghĩ thuê, liền chuẩn bị xuất ra tiền lương 1 triệu dũng khí tới đi. 1 triệu, đoạt tiền à? Hôm sau, Quân Thường Tiếu đem Liễu Uyển Thi kêu đến, nói, u gục, ngươi bây giờ cái gì tầng thứ, lúc nào trùng mạch nha? Liễu Uyển Thi nói, trưởng môn, ta hiện tại là khai mạch tứ đoạn, đã ngưng tụ linh năng, tùy thời có thể trùng mạch. Năng chú nghệ tinh xảo, nhưng linh căn chỉ có phàm phẩm tầng thứ, ngày bình thường lại phải chịu trách nhiệm các sư huynh thức ăn, cho nên cùng dạ tinh thần cùng một chỗ nhập môn, cũng mới chạy đến thứ tư mạch. Cho, Quân Thường Tiểu nói, đây là khai mạch đan, có thể giúp ngươi thành công khai mạch. Liễu Uyển Thi tiếp nhận đan dược, trừng mắt tròn cằm mắt to, khó có thể tin nói. Khai mạch đan, đây chính là rất đắt đan dược à, trưởng môn thật phải cho ta sao? Nhìn thấy tiểu nha đầu cái kia bộ dáng khả ái, Quân Thường Tiểu rất nhớ tại trên mặt bóp một chút, nhanh đi đột phá đi. Ân. Liễu Uyển Thi không đi, mà chính là xếp bằng ở đại điện mặt đất, đem khai mạch đan phục dụng, vận chuyển dịch cân kinh, kết quả đến khai mạch. Xác thực nói, Lan tiểu nha đầu vừa triệu tập linh năng, đi trùng kích ngăn chặn kinh mạch, liền dễ như trở bàn tay đả thông. Vù vù, linh lực xuyên qua thứ năm chủ mạch, Liễu Uyển Thi trên cổ tay ngưng tụ ra đạo thứ năm vầng sáng, để cho nàng không kìm được vui mừng nói. Chủ môn, ta đã thông thứ năm mạch, như là quá khích động, hư một chút nhảy dựng lên cũng nhào về phía Quân Thường Tiếu. Xoát, quân đại trưởng môn một cái sai bước,
Hoàn Mỹ tránh đi, sau đó liền nghe bành một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn Liễu Uyển Thi hiện lên đại chữ ngã trên mặt đất. Cái này, nhất định là tu luyện võ đạo lâu, hình thành bản năng tránh né phản ứng. Liễu Uyển Thi đứng lên, xoa xoa trán, trong mắt tích đầy nước mắt, đáng thương nói: "Trưởng môn, ngươi làm gì không tiếp theo ta à?"